mình sẽ nói cái tiếp cận gan nhiễm mỡ cho các anh các chị trước, sau đó mình sẽ qua đến cái phân tích các dấu ấn viêm gan virus nha, cho nó liên tục. Về nội dung á, thì gồm có mình nhắc lại một chút xíu về các vấn đề liên quan đến gan nhiễm mỡ. Thứ hai là mình sẽ đi đến cái tiếp cận gan nhiễm mỡ. Và thứ ba mình sẽ nói sơ qua về cái điều trị một cái bệnh lý gọi là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Về định nghĩa về nguyên nhân, mấy anh chị thấy đây là một cái gan bình thường ha. Và đây là khi sinh thiết ra thì mình thấy những cái tế bào gan, đó là những cái chấm 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 này nè. Còn khi đây là cái gan nó bị nhiễm mỡ, khi gan nhiễm mỡ thì cái gan nó to hơn, nó màu nó nhạt hơn ha. Và khi mình sinh thiết ra mình thấy cái tế bào gan trong này nó có những cái giọt mỡ trắng 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 trắng, giống như nó bị lủng vậy đó. Bình thường á, những cái tế bào gan mà nó có nhiễm mỡ nó chiếm dưới 5% tổng số tế bào gan. Khi nó từ 5% trở lên thì mình gọi là nhiễm mỡ ha. Và nguyên nhân nhiễm mỡ là rượu nè, thuốc nè, virus nè, thường là con C. Và một cái bệnh lý mình sẽ tập trung ngày hôm nay là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Nếu tắt của từ nông, N là nông là không, chữ A là alcoholic là rượu, chữ F là fat, fatty là mỡ, chữ L là liver disease là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu ha. Như vậy một cái người á tới với mình gan nhiễm mỡ, đầu tiên á là mình phải coi cái vấn đề rượu bia là nguyên nhân thường gặp nhất ha. Mấy cái ông mà nhậu cái bụng bự chăn bang á, gan nó to, rờ vô cái hạ sườn phải hơi đau đau, đi siêu âm gan nhiễm mỡ mà uống rượu bia nhiều, đó là nguyên nhân do rượu ha. Thứ hai là thuốc thì ít gặp hơn. Thứ ba virus con C cũng ít gặp hơn, mà gặp kế tiếp thằng rượu là thằng này, là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu nó qua 3 giai đoạn. Đầu tiên á là chỉ có nhiễm mỡ thôi ha, nó chỉ có tích tụ mỡ thôi. Nó gọi là NAF, tức là gan nhiễm mỡ không do rượu. Mấy anh chị nhớ khi nói cái này là không do rượu nha, nó phải loại trừ trường hợp uống rượu uống bia ra. Ví dụ mấy chị nè, đi siêu âm ra gan nhiễm mỡ, có phải do rượu bia không? Có thể, ở phương Tây thôi chứ Việt Nam mình ít khi ai uống rượu bia lắm. Chứ còn đàn ông mà siêu âm ra gan nhiễm mỡ là phải lo cái rượu bia trước đi cái đã nha. Đây là mới nhiễm mỡ thôi, chưa sao hết. Bắt đầu nó qua cái giai đoạn NASH, tức là nó viêm. Mình sẽ coi cái từ tiếng Anh dưới này. NASH là non-alcoholic steatohepatitis, tức là có viêm. Mà có viêm á, mãn tính á. Mấy chị nhớ cái bệnh này không có cấp, nó diễn tiến từ 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 mãn, mà nó có viêm mãn tính thì dẫn đến cái gì mấy anh chị? Sơ hóa, chứ không phải chưa sơ gan, sơ hóa. Thành ra bắt đầu nó tạo sẹo ha, viêm và tạo sẹo. Sẹo tức là những cái gì? Những cái sơ hóa của mình đó. Nó sơ hóa từ từ, bắt đầu F1 rồi nó qua F2 rồi nó qua F3 rồi tới cái gì? F4 là sơ gan. F4 thì không còn fibrosis nữa mà chuyển qua thành cirrhosis, tức là sơ gan. À, như vậy mình có thể có bệnh cảnh đầu tiên là nhiễm mỡ thôi, thứ hai là viêm, thứ ba là sơ. Bây giờ mình xem là định nghĩa làm sao. Bệnh gan nhiễm mỡ là toàn bộ những bệnh cảnh gan nhiễm mỡ ở những người không có uống rượu đáng kể. Ở những người không có uống rượu đáng kể, giới hạn từ nhiễm mỡ gan cho đến gì? Viêm gan nhiễm mỡ cho đến sơ gan. Như vậy uống rượu đáng kể là uống rượu sao? Tí nữa mình sẽ nói. Như vậy nếu mấy anh chị uống rượu á thì đừng có uống rượu vượt quá cái ngưỡng này thì nó không sao ha. Mà uống rượu mà vượt quá cái ngưỡng đó thì đó tôi mới chỉ cho mấy ông cách uống rượu sao mà đừng có để tổn thương gan ha. Uống rượu uống bia tới cái ngưỡng đó thôi đừng uống nữa nha. Tí nữa sẽ cái vụ đó hấp dẫn á. Kết NAF. NAF là viết tắt của chữ Non-Alcoholic Fatty Liver, có nghĩa là bệnh gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ thôi, chưa có viêm gì giúp. Chưa có viêm thì đâu có sao. Nhiễm mỡ thì cứ nhiễm mỡ, mà nó chưa có viêm. Mà nó chưa có viêm thì chẳng bao giờ nó sơ hóa, có đúng không? Mà chẳng bao giờ sơ hóa thì chẳng bao giờ đưa đến sơ gan và ung thư cả. Thành ra tôi siêu âm ra gan nhiễm mỡ mà tôi chỉ ở giai đoạn này thôi. Tức là gì?
Tôi sinh thiết ra tôi thấy có gan nhiễm mỡ, nhưng không có bằng chứng tổn thương tế bào gan. Tổn thương tế bào gan là mình chỉ thấy những cái tế bào gan dạng thoái hóa nước, nó gọi là ballooning á, tế bào gan nó to hơn. Không có bằng chứng sơ hóa. Và nguy cơ tiến triển sơ gan đến suy gan cực kỳ hiếm gặp. Ha, nếu tôi ở giai đoạn này thôi, tôi chẳng sao hết. Nếu bệnh nhân tới hỏi mình thấy gan nhiễm mỡ, tôi nói đánh giá bệnh nhân ở giai đoạn này tôi đâu có sợ. Tôi đâu có làm gì, tôi nói không sao đâu. Không cần uống thuốc gì hết nha. Kế tiếp là NASH. NASH là có gan nhiễm mỡ rồi nhưng bắt đầu có viêm. Bắt đầu có viêm với tổn thương tế bào gan, tức là giải phẫu bệnh á, sinh thiết ra có tổn thương tế bào gan dạng thoái hóa nước. Và lúc đó có thể đưa đến sơ hoặc song sơ. Mấy chị nhớ cứ một trung bình 5 năm nó mới nhảy một F. Một bệnh nhân tới mình F3 ít nhất 15 năm rồi. Cái tổn thương do viêm gan C là trung bình 5 năm nhảy F. Trung bình 15 đến 20 năm, 20 năm nó mới tới sơ gan. Còn bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu nó còn mất cái thời gian dài hơn nữa. Nó diễn tiến chậm lắm, nó chẳng bao giờ có đợt cấp. Nhớ trong đầu, không bao giờ có đợt cấp. Một bệnh nhân đến với mình men gan 300, men gan 500, 700 là một cái viêm gan cấp, chẩn đoán viêm gan nhiễm mỡ là sai bét. Vì viêm gan nhiễm mỡ là gì? Luôn luôn là diễn tiến từ từ, là tổn thương mãn tính, không bao giờ men nó vượt quá 300 đơn vị hết. Thường nhất á, là nó từ 50 đến 150, đó là cao lắm rồi, khoảng 200. Sau này nghiên cứu thì thấy có một lần lên 200, trăm mấy. Chứ mà cỡ 5, 6, 700 thì gan nhiễm mỡ đó là chuyện của nó, còn men gan tăng là chuyện của thằng khác. Sơ gan NASH. Sơ gan NASH là hiệu quả là do mình thấy có bằng chứng của sơ gan, và trước đó phải có bằng chứng về giải phẫu bệnh. Ha, hoặc trước đó bằng chứng về giải phẫu bệnh, hoặc hiện nay có bằng chứng về nhiễm mỡ hoặc là viêm gan nhiễm mỡ. Cái khó là gì? Khi bệnh nhân đến với mình sơ gan, ở bệnh nhân về gan nhiễm mỡ tới giai đoạn sơ gan rồi thì lúc đó mình sinh thiết ra là tiêu chuẩn vàng á. Những cái dấu hiệu điển hình của gan nhiễm mỡ nó không có còn. Ha, các tiêu chuẩn của gan nhiễm mỡ nó không có còn. Thành ra bệnh nhân hay được chẩn đoán là sơ gan gì? Không rõ nguyên nhân. Nha. Thành ra nó mới có dùng cái từ là gì? Previous, có nghĩa là biểu hiện trước đó, hiện tại có thể sinh thiết ra không có dấu hiệu của một cái tổn thương gan nhiễm mỡ nữa, nhưng mà trước đó tôi làm tôi thấy có. Ha, cái đó là cái khó của mình. Như vậy mình thống nhất những cái từ rồi nha. Đầu tiên là gan nhiễm mỡ, chưa có viêm gì hết, chưa có sơ hóa gì hết, không sao. Thứ hai là gì? Viêm gan nhiễm mỡ, và nặng hơn nữa là gì? Sơ gan nhiễm mỡ, và nó diễn tiến rất từ từ, không có những cái đợt cấp. Không có nào mà chẩn đoán viêm gan cấp do viêm gan nhiễm mỡ ta cười chết. Nó là mãn tính thôi ha, nó mãn tính. Về dịch tễ, mấy anh chị thấy dịch tễ của thằng NAFLD, mình đọc chung là NAFLD, tức là nó bao gồm cả nhiễm mỡ, có viêm, có sơ luôn vậy đó, gom chung hết cái bệnh cảnh chung. Mấy anh chị thấy có lẽ nó đạt đến trên 30% dân số. Ở phương Tây tôi không nói, mấy anh chị thấy ở đây có những cái nước mà thuộc châu Á như Nhật Bản, như Ấn Độ, như Trung Quốc, mấy chị thấy tỷ lệ của nó vẫn rất là nhiều. Việt Nam mình không làm nghiên cứu, mình không biết đó. Chứ Việt Nam mình mấy chị để ý bây giờ nhiều lắm, thậm chí nó hơn cả viêm gan B, C nữa. Về diễn tiến, nếu nó đã có viêm rồi mấy chị, thì có thể 15 đến 20% nó sẽ diễn tiến đến sơ gan. Khi nó có viêm thì gọi là NASH nha. Khi người ta nói NASH có nghĩa là có viêm gan nhiễm mỡ đó, thì tăng nguy cơ chết vì bệnh gan lên 10 lần, tăng nguy cơ bệnh tim mạch lên 2 lần. 35% đến 4% tử vong hàng năm ở bệnh nhân sơ gan là do NASH, vì biến cố tim mạch, vì bệnh gan mất bù với nhiễm trùng, vì suy đa cơ quan và vì ung thư tế bào gan. Tôi đứng cái bục này tôi sợ quá, tôi lách qua lách lại không thế nào cũng rớt xuống nữa. Mấy chị tiếng mà là khủng khiếp. Một cái rất là sợ nữa là gì? NASH này á, nó có thể qua sơ gan, nó gây ung thư. Nó tự nhiên tiến tới sơ nó mới gây ung thư, hoặc nó đi thẳng tới ung thư luôn. Nó không thèm qua giai đoạn sơ gan, thông qua những cái cơ chế liên quan đến vấn đề chuyển hóa, đến vấn đề autophagy, có nghĩa là vấn đề tự tiêu á, hoặc là những cái stress oxy hóa, vân vân. Thì mình thấy thống kê trên thế giới thì sao? Người ta thấy rằng cái tỷ lệ ung thư, khi cái nó khi biết cái từ HCC á, là ung thư tế bào gan. Ung thư tế bào gan do NASH ngày càng tăng. Ở Anh á, người ta thấy rằng
35% số bệnh nhân ghép gan tại Anh tăng gấp 10 lần do thằng NASH này so với năm 2000. Cái này là nghiên cứu năm 2014. Trong vòng 14 năm thì cái số bệnh nhân ghép gan tại Anh nó tăng gấp 10 lần do NASH. Ghép gan do ung thư, mà ung thư này do NASH, nó tăng gấp 4 lần ở Mỹ chỉ trong vòng 2 năm. Một cái đặc điểm tôi nhắc lại là NASH có thể đi thẳng tới ung thư tế bào gan mà không qua giai đoạn xơ gan. Cái đó là sợ nhất. Ha, 63% ung thư tế bào gan có NASH. NASH là có xơ gan, như vậy còn lại khoảng 37% là nó chẳng hề có xơ gan. Trong khi đa số viêm gan siêu vi C, viêm gan do virus C hầu như là qua giai đoạn xơ rồi nó mới qua ung thư, hoặc ít nhất là F3. Viêm gan B cũng vậy, đa số là nó qua F3, F4 nó mới ung thư. Mặc dù con B ở F mấy nó cũng có thể ung thư hết á. Còn con C nhớ nha, nó qua F3, F4 nó mới ung thư. Còn nó từ F2, F1, F0. Sau khi tôi điều trị kháng virus thành công, tôi không cần theo dõi tầm soát ung thư luôn, vì nó về nguy cơ như người bình thường. Mấy anh chị đọc trong sách nên chị sẽ thấy. Đó là cái mình sợ nhất là NASH. Và bây giờ nó là nguyên nhân ở châu Âu, ở Mỹ, chỉ sau virus gây xơ gan và ung thư gan. Và sắp tới trong vòng 10 năm nữa thôi, khi viêm gan C mình điều trị được, khi viêm gan B mình chủng ngừa được, mình chủng ngừa, mình phòng ngừa, thì nó sẽ là nguyên nhân hàng đầu. Và mình, hậu quả của nó sẽ thấy trong vòng 10 năm tới ở Việt Nam anh chị, nếu mình không để ý cái chuyện này ha. Nguy cơ của nó là gì? Nguy cơ đứng mà xác định rất là rõ nhất là béo phì. Mấy anh chị gấp rất là nhiều em bé, rất là nhỏ, mười mấy, 11, 12 tuổi thôi, mập lắm. Mấy anh chị cứ cho ăn cái gì? Tối ngày ăn fast food. Rồi là bây giờ đi ra ngoài đường á, mà cái chỗ nào mà đắc địa nhất ngay ngã tư á là gì? KFC. Gì nữa? Đó, ăn kiểu đó, ăn toàn vậy không à. Thành ra con của mình á giờ đâu có ốm, béo phì hết. Nguy cơ hàng đầu. Đã có những em đến với tôi để điều trị NASH mà mới có 11, 12 tuổi thôi. Vì nếu mấy anh chị không trị, mấy anh chị cộng thêm 15, 20 năm đi, đến bao nhiêu tuổi thì nó bị xơ gan. Khoảng 4 mấy tuổi nó xơ gan mất tiêu rồi. Và thậm chí nó là ung thư gan luôn đó. Nghe, nó diễn tiến rất là chậm, nó không có triệu chứng nghe. Tí nữa mình sẽ coi. Thứ hai là đái tháo đường type 2, gặp nhiều không? Quá trời luôn, cứ cái bệnh nhân nào đái tháo đường type 2 mà tìm hết nguyên nhân, mà tôi thấy cái men cứ tăng khoảng 6-70, gặp hoài, nó là NASH đó. Tôi có một cái bài là bệnh gan trên đái tháo đường, nguyên nhân tăng men do nhiều lắm, đúng không? Có thể là do thuốc mình sử dụng đái tháo đường ha, nhưng mà có thể nó là gì? NASH. Thành ra trên đái tháo đường là một nguy cơ. Mới nhờ chế đây là yếu tố đi kèm nha, được xác định chứ không phải là nguyên nhân nha, nó là yếu tố nguy cơ. Thành ra người ta gọi NASH là biến chứng của đái tháo đường, không phải. Nó là yếu tố, nó là nguy cơ. Đái tháo đường là nguy cơ đưa đến NASH. Rối loạn mỡ máu gặp nhiều không? Quá trời luôn. Rối loạn mỡ máu thường gặp nhất là tăng triglyceride. Ha, một bệnh nhân đấy mình tăng triglyceride, siêu âm gan, nhiễm mỡ, thấy men khoảng 50 mấy, 6 mấy, tìm hết nguyên nhân khác không có, nó đó. Ha, NASH đó. Ha. Nếu nó F0, F2, F1 thì không sao, mà tới F3, F4 mà không lo trị, không lo tích cực đi ấy, là có ngày bệnh nhân đó. Rồi ngoài ra còn có những nguyên nhân khác này, những nguyên nhân này thì cái mối tương quan của nó vẫn chưa có rõ, mà chỉ nhớ. Và một cái hội chứng chuyển hóa nữa nha. Hội chứng chuyển hóa là cái gì thì tự mình biết. Ba cái dễ nhớ nhất là béo phì, thứ hai đó là mỡ máu, và thứ ba là gì? Là đái tháo đường ha. Rồi bây giờ mình tiếp cận sao? Một bệnh nhân nếu mình siêu âm thấy gan nhiễm mỡ, đầu tiên tôi nói nguyên nhân nó là cái gì? Tại sao cái gan của mình bị nhiễm mỡ? Tại sao gan bệnh nhân bị nhiễm mỡ? Rồi mình xác định nguyên nhân rồi, ví dụ như do rượu thì thôi ngưng rượu đi. Còn nếu mà gan nhiễm mỡ mà nó chưa tới viêm thôi uống tiếp đi, chưa sao đâu. Men bình thường có những người uống rượu mà chẳng có sao hết đó, có đúng không? Hoặc là do thuốc thì thôi ngưng thuốc, do viêm gan C thì lo trị C đi. Còn nếu mình xét nghĩ do lo là gì? Do NASH, do bệnh gan nhiễm mỡ, không do rượu ha, thì mình làm tiếp, mình đánh giá mức độ nhiễm mỡ. Nguyên nhân thứ phát đứng đầu là rượu. Rượu phải không đạt cái tiêu chuẩn này nè,
Nếu một người đó uống rượu là nữ trên 140 gram một tuần hay trên 20 gram một ngày, theo tụi Mỹ nó tính tuần, còn theo châu Âu nó tính ngày. Nam là trên 250 gram một tuần, nữ hoặc là 30 gram một tuần. Thì nếu uống trên cái ngưỡng này thì mấy anh chị xếp đó là do rượu, do bia, do rượu bia đó, nói chung. Thứ hai là mình coi trường viêm gan C và do thuốc. Còn lại là thứ phát là nhiễm mỡ không do rượu ha. Nhưng mà có bệnh nhân nào mà vừa rượu vừa nhiễm mỡ không do rượu không? Có. Nhiều lúc nó uống rượu nhưng mà gan nó không bị tổn thương, mà tổn thương do nó kèm theo rối loạn lipid máu rồi sao, kèm theo béo phì thì sao. Nhưng mà khi tôi chẩn đoán cả hai thằng á, về nguyên tắc chẩn đoán là chẩn đoán một bệnh trước, giải thích không được mấy tôi mới chỉ giải hai bệnh, đúng không? Thành ra khi tôi chẩn đoán là NAFLD, tức là bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, tôi phải loại trừ thằng rượu trước cái đã. Tôi nghĩ do rượu trước cái đã ha. Bây giờ mức độ siêu âm á, mấy anh chị thấy gan nhiễm mỡ siêu âm nó có trả lời mức độ không? Có. Sao không? Trả lời gan nhiễm mỡ mức độ gì? Nhẹ. Mức độ gì? Trung bình. Mức độ nặng có không? Có. Người ta có một cái tiêu chuẩn gì để dựa vào đó không? Có. Chứ không phải tự nhiên ta muốn nghĩ ra nghĩ, nhưng mà có định lượng được không? Không. Hoàn toàn có tính chất định tính. Tôi siêu âm chỗ này nó nói gan nhiễm mỡ trung bình, nhưng chỗ khác nó kêu nặng tôi cũng thua. Vì dựa trên hình ảnh siêu âm. Và nó phụ thuộc vào nhiều cái tính chủ quan của người bác sĩ nữa. Như vậy siêu âm á thì có độ nhạy, độ chuyên, nó giới hạn rất là rộng là gì vậy đó ha. Và thậm chí đôi khi nó không phát hiện được nhiễm mỡ. Mình định nghĩa nhiễm mỡ là trên 5%, nhưng mà dưới 10% siêu âm không phát hiện được. Thậm chí từ 10 đến 20% thì chỉ phát hiện được nửa thôi. Thậm chí từ 20 đến 30% thì phát hiện được khoảng 2/3 thôi. Như vậy siêu âm trả lời là không nhiễm mỡ, có chắc bệnh nhân không nhiễm mỡ không? Không, đó là một cái nhớ. Để không thôi bệnh nhân tới với mình một cái men gan tăng nhẹ nhẹ, rối loạn mỡ máu, siêu âm cái này chắc chắn không phải bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Vì tôi siêu âm tôi đâu có thấy cái gan nhiễm mỡ, mà siêu âm có chắc là đúng không? Có đủ không? Không. Như vậy phương tiện nào? Phương tiện nào giúp tôi xác định đó là nhiễm mỡ và giúp tôi xác định được định lượng nhiễm mỡ, tức là nhiễm mỡ ở mức nào? Thì đó. Kế tiếp CT scan. CT scan nó chỉ hơn siêu âm được cái nhiễm mỡ khu trú thôi. MRI, MRI là nó tốt hơn, nó phát hiện từ 3% trở lên. Và MRI S, chữ S là steatohepatitis, steato rất là nhiễm mỡ đó. Đó là tiêu chuẩn vàng có thể thay thế được sinh thiết gan. Nhưng mình không có làm cái này. Không có ai mà đi chụp CT hoặc MRI để chẩn đoán gan nhiễm mỡ, không có ai làm cái chuyện đó đâu. Trời ơi, tự nhiên như con đùi dùng cái dao phay đập. Tự nhiên mới gan nhiễm mỡ tôi sống phay phay rồi đó, giờ làm sao bác sĩ cho tôi chụp MRI hết 3 triệu, có bệnh nhân nào chịu không? Không. Hả? Như vậy làm cái gì rẻ mà hiệu quả? Đó là FibroScan. FibroScan ở trong sách nói rất là nhiều, nhưng đây là một mảng để làm về nhiễm mỡ nè. Cái FibroScan nó có cái cáp. Cái cáp là dùng để định lượng mức độ nhiễm mỡ. Và người ta mua cái máy FibroScan về á, nhiều lúc người ta tiết kiệm tiền, người ta không có mua cái cáp thì thua, nó chỉ trả lời mỗi cái độ sơ hóa thôi. Nhưng ở Medic mấy anh chị vừa làm cáp vừa làm ép, tức là fibrosis á, giá của nó là 250.000 đồng. À, 200 đến 250 là sướng không? Vừa đánh giá được sơ hóa, vừa coi được mức độ nhiễm mỡ, nhìn vào đâu? Khi nó có cái cáp là màu xanh là ý nó nói nhiễm mỡ. Khi nó có chữ E là elastography, tức là đo độ đàn hồi gan, tức là đánh giá mức độ sơ hóa đó nha, đánh giá mức độ sơ hóa đó, mình sẽ đọc kỹ trong sách. Ví dụ ở đây nó trả lời 33,3 là tương đương với F4 rồi đó, là sơ gan rồi đó. Còn 209 thì mình coi mức độ nhiễm mỡ đây, lật cái trang sau của Medic ra. Nếu nó trả lời cho mình hồi nãy là bao nhiêu? 209. 209 dò vô đây là nó nằm nhiễm mỡ từ 1 đến 10% mức độ nhiễm S1 là nhẹ. Như vậy với cái cách làm này, sau khi tôi điều trị, tôi có thể theo dõi được là cái nhiễm mỡ nó có lùi hay không. Có đúng không? Vì tôi có con số mà. Tôi có một con số rất là rõ ràng. Sơ hóa tôi cũng có con số rất là rõ ràng. Trước điều trị cái này là F4, sau điều trị nó xuống được 28, vẫn là F4, nhưng mà rõ ràng cái kilopascal
cái độ sơ hóa, độ cứng của gan nó có gì? Nó có giảm. Ha? Còn cách đọc như thế nào? Phải đọc vào cái success rate, đọc vào cái EQE trên MET thì mình phải đọc thêm trong sách, chứ mình không có thời gian mình nói về cái phần sơ hóa rất là dài. Như vậy cái câu hỏi đầu tiên, nguyên nhân nhiễm mỡ, thứ hai, mức độ nhiễm mỡ tôi trả lời được, đúng không? Mà tôi không cần phải xin thiết là tiêu chuẩn vào, tôi không cần phải làm MRI S. Tôi chỉ cần gửi TMX đề nghị làm fibroscan cho tôi là tôi về tôi có hai thông số rồi. Mà có 250 thôi. Nghe, tôi trả lời được cả sơ hóa lẫn nhiễm mỡ. Câu kế tiếp là có viêm không? Một cái người nhiễm mỡ mà chưa có viêm, gọi là NASH, chưa phải NASH, thì chẳng có sao hết. Nhưng mà có viêm là thể diễn tiến đến sơ hóa, sơ gan và gì? Và ung thư. Thành ra mấy anh nào mà hồi nãy giờ mà giơ tay có cái gan nhiễm mỡ, làm ơn về làm từng bước lại cho tôi, coi thử tới cái bước nào rồi, nghe. Viêm, biểu hiện đầu tiên dễ nhất là cái men, có đúng không? Viêm gan là tổn thương hoại tử cái men. Tôi nhìn vô cái men, AST, ALT, đặc trưng của cái men hồi nãy nói rồi, cái này nhắc lại thôi. Thuốc thì có thể, khi tôi thấy AST lớn hơn ALT, coi chừng không phải do NASH. Vì NASH là ALT lớn hơn AST, coi chừng có thuốc hay không, đánh dấu hỏi. Có rượu thì nó tăng kiểu này, nguyên nhân do virus tự miễn thì nó tăng kiểu này, NASH. NASH nó tăng theo kiểu ALT lớn hơn AST và tỷ số ALT AST, và cái tỷ số ALT AST sẽ lớn hơn 1, và thường nó tăng từ 2-5 lần thôi. Có thể nó chẳng thèm tăng, nhưng nếu nó tăng là một biểu hiện viêm. Nó tăng khoảng 5 lần là khoảng nhiêu? 2 lần đến 5 lần nó cỡ khoảng 50 đến 150 thôi. Ha? Mình nhân có 60, 70 rất là khó chịu mà nó không có xuống. Nó có 6, 70 đơn vị trên lít rồi. Tăng lên 200 cũng có nhưng mà ít gặp hơn. Còn 300 trở lên hầu như không có nha. Mấy anh chị nhớ, khi mấy anh chị thấy một bệnh nhân đến với mình siêu âm thấy gan nhiễm mỡ, thấy men gan tăng, đừng nghĩ rằng đó là do NASH trước. Vì rất là nhiều nguyên nhân khác làm men gan tăng là một lý do. Thứ hai là cái gan nhiễm mỡ nó quá nhiều, quá phổ biến đi. Thành ra coi chừng cái men gan tăng á là nguyên nhân khác, còn thằng gan nhiễm mỡ là nó chưa có gây tổn thương gan. Thành ra nó bắt mình phải loại trừ nguyên nhân khác. Loại trừ uống rượu thì dễ rồi, với men gan, cái tăng của rượu nó rất là dễ. Ha? Loại trừ những nguyên nhân khác, ví dụ nhiễm mỡ trên có thai cũng dễ rồi, vấn đề do thuốc. Và loại trừ viêm gan C, vì viêm gan C nó có thể gây nhiễm mỡ thứ phát. Loại trừ viêm gan B, ha? Viêm gan B người ta thấy vẫn có thể nhiễm mỡ, hoặc là nó đi song song. Nhiễm mỡ là chuyện nhiễm mỡ, còn viêm gan là chuyện của tôi. Nhiễm mỡ là có thể do thằng NASH, nhưng mà men tăng là do viêm gan B, gặp nhiều lắm. Hoặc là sắc ferritin, TIBC, đối với những nguyên nhân là do ứ sắc, hoặc là bệnh lý tự miễn. Cái bệnh lý tự miễn đối bác sĩ y học gia đình của mình á, nó khó, nhưng mà tôi chỉ khuyến anh chị làm một cái thôi. Làm cho tôi cái gamma globulin, hoặc làm điện di protein. Tự nhiên tôi thấy globulin nó tăng là phản xạ nghĩ liền, coi chừng bệnh lý tự miễn. Vậy thôi. Còn đi vô tự kháng thể cái gì ui phiền phức lắm nha. Nhưng cái xét nghiệm đầu tiên để gợi ý một cái viêm gan tự miễn đó là tăng gamma globulin. Và nó khó là gì? Trên bệnh nhân NASH nó vẫn có thể có ANA dương tính. Trên bệnh nhân NASH nó vẫn có tăng ferritin, thường là nó hay tăng ferritin lắm nha. Thành ra đôi khi nó khó thôi. Nếu mấy anh chị thấy có những cái xét nghiệm khác nó bất thường thì nên mấy anh chị nên chuyển đến cho dân chuyên khoa. Rồi bây giờ nếu men tăng, tôi xác định tôi tìm hết không ra nguyên nhân rồi, khả năng nó là NASH, thì có phải là cái men này á là nó chắc chắn là tăng thì mới viêm, còn không tăng không viêm? Không có. Người ta thấy khoảng 80-90% á, nếu nó viêm tức là NASH á, thì men nó tăng, nhưng có khoảng 10-20% men nó không có tăng. Men không có tăng. Như vậy khi nó tăng á thì nguy cơ NASH là cao, và tôi phải loại trừ những nguyên nhân khác. Nhưng mà khi nó không tăng á thì không loại trừ được NASH nha. Vậy là khó cho mình đó. Bây giờ tôi dựa vào gì? Ở trên thế giới nó dựa vào CK18. CK18. Nhưng mà Việt Nam mình chưa làm được cái xét nghiệm này. Như vậy mình sẽ dựa vào ferritin, tí tôi sẽ nói sau. Về chẩn đoán hình ảnh thì những cái này ở nước ngoài họ làm, và chủ yếu là nghiên cứu, Việt Nam mình không có.
Như vậy nếu tôi thấy men gan tăng, tôi loại trừ hết các nguyên nhân khác, mấy anh chị phải làm virus nha, tí tôi nói. Vì được biết đâu nó chồng lên cái nhiễm virus làm sao. Đây là cái CK18 là cytokeratin, mình không có làm được. Mấy anh chị thấy có ferritin mình làm được không? Ferritin làm được, ferritin tăng hơn 1.5 lần là NASH, là viêm, nhưng mà đã F2 trở lên rồi. Tăng đến 2.5 lần thì đã F3 trở lên rồi, mặc dù cái độ chính xác của nó không có cao lắm. Như vậy áp dụng trên lâm sàng sao mấy anh chị? Muốn đầu tiên tôi biết có nhiễm mỡ rồi, tôi xác định mức độ nhiễm mỡ rồi. Mấy anh chị nhớ cái tiên lượng không thuộc vào mức độ nhiễm mỡ. Có thể có người nhiễm mỡ đến 60% mà nó chẳng hề viêm, mà có người mới nhiễm mỡ có 10% thôi nó đã viêm rồi. Bây giờ viêm thì nhìn vô men, men tôi thấy nó tăng, ALT lớn hơn AST, tăng trong khoảng từ 50 đến 150 hoặc 200 mấy. Tôi loại hết nguyên nhân, tôi thử virus B, virus C, cái gì cũng âm tính hết, đúng không? Tôi làm điểm gì cũng bình thường. Trên một bệnh nhân gì? Đái tháo đường. Trên một bệnh nhân gì? Béo phì. Trên một bệnh nhân gì? Rối loạn mỡ máu. Khả năng nó là gì? NASH. Còn nếu trường hợp mà men bình thường thì sao? Tôi nhìn vào ferritin. Tôi nhìn vào ferritin tôi thấy nó tăng. Như vậy khả năng nó là NASH và khả năng nó đã sơ hóa rồi. Ha? Rồi, câu hỏi kế tiếp. Đó là cách chẩn đoán NASH mà trường hợp tôi không sinh thiết được. Ha? Đây là cái nhiễm mỡ, sau đó loại trừ nguyên nhân, sau đó nhìn cái men, loại trừ nguyên nhân men. Ha, sau đó tôi nhìn vào cái ferritin. Có một phương tiện nữa. Nếu bệnh nhân này là nhiễm mỡ, men không tăng, nhưng mà khi tôi làm fibroscan về á, nó trả lời là F3 hoặc F2. Mà có sơ hóa rồi thì có viêm không? Nó phải có nào, ví dụ như không có cái vết rách trên da thì làm sao có sẹo? Sẹo đâu ra? Muốn có sơ hóa gan thì phải có gì? Tổn thương gan mãn tính. Hả? Giống như mình vậy đó. Có một cái vết bỏng mà không bỏng thì cái vết đó ở đâu ra? Thành ra men bình thường nhưng mà sơ hóa đánh giá là F1, F0, F1 thì không có ý nghĩa nha. F01 coi như là F0. F2, F3, F4 dù có sai gì đó thì mấy chị làm, nhưng mà nhớ tất cả cái gì nó cũng có sai số hết. Thì mình thấy có F2, F3 rồi là mình biết có viêm mãn rồi đó. Thì coi như là NASH ha. Trên cái người có gì? Những cái nguy cơ mà mình nói hồi nãy. Kế tiếp là mình trả lời câu hỏi gì? Sau khi tôi xác định được rồi, người này là có NASH, tức là có viêm gan nhiễm mỡ không do rượu, thì kế tiếp của tôi là sơ hóa F mấy? Để tôi tiên lượng cho anh ta chứ. Nếu tôi F3, F4 là tôi phải cảnh báo liền. Béo phì hả? Giảm cân, tập thể thao, đúng không? Rối loạn mỡ máu điều trị tích cực liền, đừng để tiến triển tới sơ gan. Hả? Nguy cơ ung thư rất cao. Sơ hóa, trùng lại bài hồi nãy. Bây giờ tôi nói cái đánh giá sơ hóa gan trên bệnh nhân NAFLD. Về chỉ điểm sinh học thì cái gọi là cái screening test, tức là cái xét nghiệm đầu tay của thế giới, hầu hết các guideline trên thế giới là NAFLD Fibrosis Score. Mấy anh chị lên mạng bấm chữ NAFLD Fibrosis Score Calculator, cách tính nó có cái phần mềm, chỉ việc điền vô enter cái nó ra cái điểm, nó trả lời luôn cái này F3 chưa. Cái đối với bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu, nó chỉ cần trả lời một câu hỏi với sơ hóa là bệnh nhân này đã từ F3 trở lên chưa hay là dưới F3, chỉ vậy thôi. Nếu bắt đầu từ F3 rồi là tất cả guideline trên thế giới nó bắt sinh thiết hết, nó sinh thiết để nó xác nhận và nó điều trị liền. Còn mình thì không có sinh thiết, thì mình dùng hai phương tiện để mình xác nhận ha. Đo độ đàn hồi, mình làm fibroscan, ACFI hoặc MRI. Sinh thiết là tiêu chuẩn vàng, là tiêu chuẩn chẩn đoán, thì mình thường là áp dụng trong gì? Trong nghiên cứu thôi. Ở nước ngoài nó làm để nó xác định chẩn đoán đó, còn mình thì không làm được. Mấy chị đọc thêm trong sách ở cái phần đánh giá sơ hóa đối với bệnh nhân bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Đây, NAFLD Fibrosis Score nó hai có hai cái cut off. Một cái điểm cắt là 0,676 và một cái điểm cắt là có dấu trừ nha mấy anh chị. Ở đây nó in thiếu dấu trừ, trừ 1,455 trong sách tôi biết là rõ. Thì có ở điểm cắt nếu mà tính ra nó trên 0,676, mấy anh chị thấy nè, độ chuyên biệt về giá trị dự đoán dương đối với F3, F4 là 100%. Có nghĩa là nó gần gì? Gần tới tiêu chuẩn vàng luôn rồi. Ha. Còn nếu tôi dùng cái điểm cắt thấp,
trừ 1,455 nhỏ hơn trừ 1,455 thì rất là nhạy. Nhạy để mình phát hiện cái nhóm mà không bị F3, F4, tức là F0, F2. Và NPV, tức là giá trị dự đoán âm của nó là 1,1. Như vậy trong đó tôi sẽ có nói đến hai cái giá trị cut off. Và mấy anh chị nhiều lúc cũng chẳng cần nhớ. Lên trên máy á, cách tính trên máy, trên cái smartphone của mình á, mình bấm cái này ra, cái Natural Fibrosis Score ra, cách tính online, điền vô, có mấy thông số thôi: albumin, men gan, tuổi, có tiểu đường hay không có tiểu đường, có mấy cái đơn giản lắm, bấm enter ra con số trả lời. Cái này F3 chưa hay là chưa F3? Còn nếu trả lời ở cái khoảng giữa, tức là nằm từ trừ 1,455 đến 0,676, nó trả lời là làm thêm cái test khác đi, thì mình gửi mình đi làm gì? Fibroscan, hoặc mình làm ACFI. Hả? Đây nè, đây là cái guideline của châu Âu năm 2013 nè. Đầu tiên là làm cái NFS trước ha. Nếu nó dưới 1,455 thì nó nghĩ không phải sơ hóa. Khi nó ghi advanced fibrosis là sơ hóa F3, F4 đó ha, thì nó bắt buộc làm CK18 để nó loại trừ cái NAS. CK18 là dấu ấn để biết có viêm hay không viêm đó. Của nước ngoài mình chưa làm được. Còn nếu mà nó nằm lớn hơn 0,676 thì coi như cái này khả năng nó là sơ hóa nặng rồi, tức là F3, F4. Cái nào mà xác định sơ F3, F4 trên các phương pháp không phải sinh thiết thì nó bắt sinh thiết hết, trừ trường hợp sơ gan rõ thôi. Còn nếu nó nằm giữa chừng từ trừ 1,455 đến 0,676 thì nó làm tiếp cái Fibroscan. Tất cả cái này mình làm được hết. Fibroscan nó trả lời là không phải sơ hóa nặng, tức là F0, F1, F2 thì nó làm tiếp cái CK18 để loại trừ cái NAS. Còn nếu mà CK18 nó có dương mà có NAS thì nó sinh thiết tiếp. Còn Fibroscan nó trả lời là F3, F4 thì nó bắt sinh thiết luôn. Tóm lại ở nước ngoài, các phương tiện không xâm nhập chỉ để hạn chế sinh thiết thôi. Tức là những người nào mà nó trả lời dưới F3, có nghĩa F0, F1, F2 thì nó coi là tiên lượng tốt ha, nó không sinh thiết, thậm chí nó chưa cần can thiệp khẩn nữa, nó chỉ điều trị những yếu tố nguy cơ thôi. Nhưng những trường hợp nào với các phương pháp đánh giá không sơ hóa nó trả lời là F3 là nó sinh thiết hết. Vì guideline trên thế giới nó chỉ cho phép điều trị khi nào có kết quả sinh thiết thôi. Còn mình thì thua, mình chỉ có F3 là mình lo mình trị đi, sinh thiết gì nữa. Sinh thiết ở đâu sinh thiết cho mình, đúng không? Thành ra mấy anh chị nhớ, mình có phương tiện này tính được, Fibroscan mình có, thì mình áp dụng để mình xem bệnh nhân này đã sơ hóa từ F3 trở lên hay chưa. Ngoài ra nó có một cái phương tiện rất là tốt là kỹ thuật ACFI, khá là mới. Kỹ thuật này hiện nó chỉ có ở Medic, có ở Hòa Hảo á, và có ở Bệnh viện Đại học Y Dược. Nhưng đọc kỹ trong sách mấy chị sẽ thấy cái giá trị ngưỡng ở mỗi nơi mỗi khác. Do đó mình phải rất là cẩn thận khi mình sử dụng những cái phương tiện, hoặc là MRE ghê, thấy ghê gớm vậy đó, chứ mà ở Medic nhập về rồi. Ở Medic Hòa Hảo đã nhập cái MRE về rồi, chữ E sau là Elotography, chỉ dùng để đánh giá sơ hóa thôi đó nha. Mấy anh chị thấy nó gần gì? Cái đường cong róc nó gần như là nó gì? Diện tích với đường cong gần như là một, nó gần như là tiêu chuẩn vàng, có thể thay thế sinh thiết gan luôn đó. Hả? Đây là những cái guideline của trên thế giới mới nhất của 2016, của EASL 2016. Thì họ dùng những cái dấu ấn sinh hóa, những cái điểm sơ hóa. Cũng như khi mấy anh chị thấy chữ Transient Elotography là tương đương với Fibroscan đó, là những phương tiện không xâm nhập họ chấp nhận dùng để đánh giá, để xác nhận những trường hợp mà có nguy cơ thấp sơ hóa tiến triển hoặc sơ gan, sơ hóa nặng hoặc sơ gan, tức là F3, F4. Họ khuyên mình là nên kết hợp dấu ấn sinh hóa với Fibroscan, có thể xác để làm tăng, để mình có thể chẩn đoán một cách chính xác, và mình hạn chế bớt cái nhóm bệnh nhân cần phải sinh thiết. Thực tế mình không sinh thiết nên mình dùng cả hai phương tiện này để mình xác nhận sơ hóa luôn. Ở trẻ con á, thì ở đặc biệt ở châu Âu nó đã cho phép sử dụng ACFI để đánh giá sơ hóa. Tóm tắt thứ nhất, khi tiếp cận bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ thì phải xác định nhiễm mỡ này nguyên phát, tức là phải loại trừ những nguyên nhân thứ phát, mức độ nhiễm mỡ. Kế tiếp mình xem có viêm gan không, tức là có NAS hay không, bằng cách loại trừ các nguyên nhân khác
bằng ferritin, CK18 mình chưa có. Kế tiếp mình đánh giá sơ hóa để mình tiên lượng cho bệnh nhân bằng chỉ số NFS, bằng FibroScan hoặc mới nhất hiện nay mình có là ACFI, MRE. Mấy anh chị sửa lại ha, MRE, MRS là để đánh giá nhiễm mỡ, còn MRE là để đánh giá sơ hóa. Bây giờ mình coi điều trị. Điều trị các yếu tố nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường đó là bắt buộc. Đôi khi tôi mới điều trị mấy cái chuyện này thôi á là men gan nó về bình thường rồi nha. Đôi khi tôi điều trị rối loạn mỡ máu, mấy anh chị thấy thường thường men khoảng 150, mấy anh chị không dám cho thuốc đâu. Mấy anh chị sợ lắm, mấy anh chị an tâm. Guideline nó nói là gì? Sử dụng statin không có ảnh hưởng gì, thuốc hạ mỡ máu không có làm ảnh hưởng gì đến cái men gan hết, tình trạng viêm gan hết. Thành ra tôi vẫn được phép xài. Mấy anh chị có thấy men trên 100 là mấy anh chị sợ, mấy anh chị không dám cho. Không dám cho thuốc hạ mỡ đâu, mà không cho thì muôn đời không bao giờ men nó xuống hết. Thay đổi lối sống là cái chính. Giảm cân, chế độ ăn và tập luyện thể thao và sử dụng thuốc. Lướt qua mấy cái guideline thôi, mấy anh chị, giảm cân của Mỹ thì khi giảm cân nó giảm được nhiễm mỡ ha, mà giảm bằng cách là gì? Bằng hoặc chế độ ăn kiêng hoặc kết hợp với tập luyện thể thao, và giảm ít nhất là 3-5% thì lúc đó nó mới cải thiện nhiễm mỡ. Giảm được tới 10% thì nó cải thiện được tình trạng viêm. Tập thể thao ở người lớn thì giảm được tình trạng nhiễm mỡ và cải thiện được. Vấn đề về mô học thì vẫn còn chưa có rõ. Có nghĩa là phải vừa kết hợp chế độ ăn cộng với tập luyện thể thao để giảm cân. Metformin trước đây mấy chị thấy người ta cho để điều trị, bây giờ ta không khuyến cáo điều trị nữa. Thuốc mấy chị thấy xài pioglitazone. Pioglitazone cho phép sử dụng điều trị NASH, nhưng mà phải là cái NASH mà có sinh thiết chứng minh rõ ràng nha. Và một trong những cái NASH này á, những cái pioglitazone này chỉ sử dụng trên bệnh nhân không có đái tháo đường. Để mục tiêu điều trị NASH thì guideline của Mỹ nó chỉ dùng cho người không có đái tháo đường. Nhưng pioglitazone là thuốc điều trị đái tháo đường. Như vậy nếu để điều trị đái tháo đường, tôi được quyền sử dụng pioglitazone không? Vì nó là thuốc điều trị đái tháo đường mà. Có đúng không? Như vậy trên lâm sàng, một bệnh nhân đái tháo đường, tôi ổn định đường huyết quá tốt, men gan vẫn cao, mà tôi nghĩ men này là do NASH, thì tôi có thể chuyển metformin thành pioglitazone. Đó, nó sẽ bình thường đó nha. Nhưng mà mục tiêu lúc này tôi không nói để điều trị NASH đâu, vì guideline nó không cho. Mà mục tiêu là tôi điều trị gì? Đường huyết. Nhưng thực sự nó sợ. Tại sao xài pioglitazone mấy chị? Nó sợ ung thư bàng quang. Ung thư bàng quang. Nhưng mà thực sự cái ung thư bàng quang nó chỉ xảy ra ở người sử dụng trên 3 năm, trên 50 tuổi thôi. Ha? Nhưng mà thật sự bây giờ cái pioglitazone, tí nữa mấy anh chị sẽ thấy cái pioglitazone những năm sau đó, cái meta-analysis nó chứng minh rằng là gì? Những nghiên cứu trước đó cho thấy rằng pioglitazone có nguy cơ ung thư bàng quang là hầu như không đúng. Tí mấy anh chị sẽ thấy cái meta-analysis cuối cùng là pioglitazone hoàn toàn không gây ung thư bàng quang, nên mình xài mình không có sợ nữa. Vitamin E. Vitamin E liều là 800 đơn vị một ngày, giúp cải thiện mô học ở bệnh nhân NASH chứng minh bằng giải phẫu bệnh và không có đái tháo đường, và được xem là cách điều trị đầu tiên trên cái nhóm bệnh nhân này ha. Và họ không khuyến cáo thì bệnh nhân có xơ gan, bệnh nhân có đái tháo đường và bệnh nhân không được sinh thiết là của Mỹ á. Ursodeoxycholic acid mà mấy chị hay cho á, thì không có hiệu quả gì hết trên NASH. Nếu bệnh nhân đã có rối loạn mỡ máu, tức là tăng triglyceride, thì mấy anh chị cho thuốc đầu tiên bên cạnh fibrat là omega 3 ngày 2 viên. Mấy anh chị cứ cho đi, hạ lipid, hạ triglyceride bằng gì? Bằng nhóm fibrat, ví dụ như lipid đi băng thiên gì đó, thêm cái omega 3 ngày 2 viên nữa. Qua guideline của Mỹ, của châu Âu 2016 mới nhất thì vẫn nói là vấn đề thay đổi lối sống, vẫn là giảm cân ha. Và người ta nói là gì? Bệnh nhân không có NASH hoặc sơ hóa, tức là bệnh nhân mà mấy anh chị nói chỉ có nhiễm mỡ đơn thuần, không NASH, không sơ hóa, thì chỉ là gì? Chỉ khuyên người ta chế độ ăn và vấn đề tập thể thao thôi, không cần điều trị thuốc gì hết. Men gan bình thường, không NASH, không điều trị gì hết, chỉ giải quyết những cái yếu tố nguy cơ thôi ha. Bệnh nhân quá cân và béo phì thì giảm từ 7-10% cân nặng ha, thì lúc đó sẽ cải thiện về men gan. Mấy anh chị hay lắm, mấy anh chị mập á, mấy bệnh nhân mà mập mà ra F3 rồi á,
là tôi cứ nói nguy cơ ung thư đó nha, nguy cơ ung thư về sợ quá đâu có dám ăn. Tôi nói thiệt, bệnh nhân nó chỉ có sợ một ung thư thôi, ngoài đó nó không có sợ gì hết á. Thiệt, mấy anh chị cứ nói gì nó chẳng sợ đâu mà thiệt, có ra F3 là phải nguy cơ ung thư không? Tôi nói là ráng đi, không giảm cân hả men, không về bình thường ung thư ráng chịu. Là tôi bảo đảm luôn, đi tập thể thao ha, đi tới California đăng ký một cái ông thầy riêng. Mấy anh chị có tin trong vòng 2 tuần mà nó giảm 5-6 kg không? Tôi đâu có biểu giảm nhiều đâu, tôi nói là làm ơn làm phước trong vòng một năm giảm cho tôi 5-7% thôi. Nó làm một cú nó giảm, trời ơi, vô nhận không ra bệnh nhân luôn. Mà thiệt, thử lại men về bình thường hết, không có cần điều trị gì hết, men về bình thường. Hả? Có một bệnh nhân nó đi hết 5-7 năm rồi, nó tốn tiền lắm, nó uống thuốc trên trời dưới đất, nó uống tùm lum vô là tôi biết ngay là cái thằng nát. Tôi biểu đi giảm cân trước đi rồi tôi trị sau, tôi ra F3. Tôi không có trị, vì tôi trị vitamin E vô men về bình thường liền. Mà men về bình thường, bệnh nhân thấy men bình thường là nó không có sợ ha, không thèm trị gì hết, cho mày cứ tăng hoài luôn. Vô đi về nhìn ăn, về ăn kiêng đi, dặn cách ăn, dặn đi gì. Bác sĩ ơi, tôi đi tập gym dữ lắm, mà tôi rút kinh nghiệm rồi, đi tập gym mà không có vận động viên, không có huấn luyện viên gym, nó không bao giờ nó xuống ký, mà nó lên ký, vì tập xong về ăn dữ, vợ dữ nữa. Thành ra ra ngoài cắn răng lắm, thuê một ông, hết 5 triệu một tháng gì, 5-7 triệu gì lận. Trời ơi, trong vòng có một tháng mấy là sụt ào ào luôn. Về men đẹp tuyệt vời, mỡ máu bình thường luôn, đang rối loạn đường huyết đói về bình thường luôn, khỏi trị gì hết. Ngon lành lắm mấy anh chị, cái này là cái nó gọi là mainstay đó, tức là cái phương pháp cornerstone đó, cái hòn đá tảng để điều trị NASH. Ha, giảm cân nó yêu cầu là gì? 7-10%. Rồi bằng cách tập luyện gì đó, chế độ ăn aerobic gì đó, muốn làm gì đó làm. Thuốc chỉ bắt đầu điều trị thuốc từ F2 trở lên. Chỉ bắt đầu can thiệp thuốc từ F2 trở lên. Còn F0, F1 kệ nó đi, chưa có chết đâu, kệ nó. Thì lo can thiệp mấy cái chuyện gì? Chủ yếu là tập luyện thể thao hay chế độ ăn gì đó ha. Bệnh nhân có bệnh nhẹ hơn mà nguy cơ cao, những bệnh nhân mà bệnh nặng, ít nặng nhưng mà nguy cơ tiến triển cao, tức nó kèm theo đái tháo đường, kèm theo hội chứng chuyển hóa hoặc men gan nó tăng hoài luôn, chứng tỏ có tình trạng viêm hoại tử hoài luôn á, thì cũng nên điều trị chứ không chờ tới F2. Mặc dù hiện nay khuyến cáo chắc chắn thì không có rõ, nhưng mà pioglitazone hoặc vitamin E ha, thì họ thấy rằng là gì? Có hiệu quả nha. Có hiệu quả, tại vì nó chưa không có khuyến cáo cho bệnh nhân đái tháo đường. Là vì sao? Vì nguyên cái đống nghiên cứu của nó chẳng có bệnh nhân đái tháo đường, nó chọn bệnh nhân không đái tháo đường nó nghiên cứu thôi. Thành ra nó mới nói vậy ha. Thường thường là những cái guideline nó phải dựa trên những cái bằng chứng về y khoa. Thời gian điều trị không rõ. Ở bệnh nhân men gan cao, điều trị nên ngưng nếu men gan không giảm sau 6 tháng điều trị. Ở bệnh nhân men gan bình thường thì không khuyến cáo điều trị. Có nghĩa khi mấy chị sử dụng vitamin E vô hoặc pioglitazone 6 tháng rồi men không xuống thì thôi ngưng đi, khỏi trị. Lo chuyện khác, lo cái chuyện chế độ ăn giảm cân. Như vậy, đối với mình, một bác sĩ y học gia đình, mình khuyên vẫn là tập thể thao giảm cân. Còn đến với mình thì sao? Nó ốm cả tông cả teo là giảm gì nổi nữa. Mấy anh chị nhớ là đối với châu Á mình nó có một cái thể NASH, NASH trên người gì ốm, nó gọi là lean á. Ốm tông cà teo vậy đó nha, mà thử mở máu co chót vót, men gan vẫn cao, giảm gì nổi mà giảm đi đâu nữa. Thì chỉ còn là gì? Tập thể thao dùng thuốc thôi. Tập thể thao đơn thuần không giảm cân nó không xuống. Ha, vậy giảm gì nổi nữa, lúc đó phải can thiệp vô thuốc. Vitamin E là đầu tay, vitamin E sợ nguy cơ gì? Ung thư tiền liệt tuyến ở nam, ở người sử dụng kéo dài trên 30 năm, nam trên 50 tuổi. Còn pioglitazone tới thời điểm này, meta-analysis chứng minh là không có nguy cơ ung thư bàng quang nha. Không có nguy cơ ung thư bàng quang, không có sợ nữa. Tóm lại, gan nhiễm mỡ là một tình trạng rất thường gặp trong thực hành lâm sàng, có thể diễn tiến đến xơ gan và ung thư. Các bước tiếp cận bệnh gan nhiễm mỡ giúp xác định nhiễm mỡ nguyên phát, nhiễm mỡ đơn thuần, NASH hay giai đoạn xơ hóa. Điều trị chính vẫn là yếu tố giải quyết yếu tố nguy cơ và thay đổi lối sống. Mấy anh chị nhớ khi có NASH phải tầm soát các yếu tố nguy cơ, đặc biệt bệnh lý về tim mạch, vì rối loạn mỡ máu, nó hội chứng chuyển hóa thì nó liên quan đến gì? Đến tăng huyết áp, đúng không? Thành ra phải cẩn thận.